Tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Tăng Bảo, cúi xin Tăng Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Mình mê bụt phát sẽ thu xả rì bụt thu chắc đăng khí nệ hoa mạng tê mộc lan la nô bù rà tô bì đặc tàn tê dàng bạch chí mê mà mạ à năn đô kì nà sá hoa chắc tôn đi xa sá mạnh tà lô kà bà la chí in đá đê hoa sá phrâm mạ kà ê tê sang hà nút phà quê nà sầm bê phá yào bạc đá hoa nê ca an tà rai gia bì bì nà san tu a sê sa tôn đức phật ngự trên đầu vai mặt xá lợi phật vai trái kiền liên hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán đế thích lẫn phạm thiên do oai lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau diệt tận te thất là tha số việt đạo và rô na phu thất ca cho nê rô ga số việt đạo hô thật ta hạ sắp bê hệ nhà tị khuyên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích được sự an vui được sự tăng hóa trong đường phật đạo cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàn được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lại đây dạ phần thọ trì tam quy ngũ giới và sám hối ba ngôi tam bảo hoàn tất, con xin cho mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ con kính tri ân sư đã truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con. Xin cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Sa thú, sa thú, sa thú. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, chị Kim Nhung ơi, còn 3 phút nữa. Trong thời gian 3 phút này, cho đủ 4 giờ rưỡi, thì chị Kim Nhung phải hồi hướng nha. Tụng kinh Tam Bảo nè, rồi thọ trì quy giới, hồi hướng, rồi đến giờ của giảng sư. Rồi, chị Kim Nhung làm sao cho hết 3 phút này đi. Alo, chị Kim Nhung. Dạ, không thấy bàn tay gì hết. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tha háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải ái, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Răng kinh chi cú sa la cầm măng cắt tắp bằng kỳ ri dàng ma ma ca dê na hoa cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sát ta sanh ni nô a thi ye cha sát ta a sanh ni nô ca tăng bồn nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha quan tu tê ye tăng ca tăng suy đi tăng đình năng bồn nha pha lăng ma ya ye cha ta tha tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dung sắp bê lô cam hi ye sát ta
Chi-wan-ta-ha-ra-he-tu-ka Ma-nun-nhang-pho-cha-nang-sap-be-ra-phan Tu-ma-ma-che-ta-sa-ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ, với những phước báu có được trong phần lễ bái, trong phần thọ trì tam quy và ngũ giới, và phần sám hối và tam bảo, thì con xin chư phước đến chư thiên, nhất là chư thiên xung quanh khu vực sư trí đức sinh sống, chư thiên xung quanh nhà các đạo hữu trong rung. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thọ trì tam quy ngũ giới. Do phước duyên mà này, xin cho tất cả đoạn tận phiền não, đắc đạo quả giải thoát sinh tử trong ngày vị lai. Sa thố, con kính xuống mic ạ. Con kính chào. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sằng Thầy Dạ. Thời gian này là thời gian của giảng sư Kinh Milanda. Nhưng mà cũng xin nói cho Huỳnh Kinh biết là Sít Nhật Quỳnh khi nãy đang để mai tâm bảo thì bị rớt mạng và không vô được tới bây giờ. Thì đó là một cái trường hợp gọi là mất mạng luôn, chứ không phải là rớt mạng ha. Tới bây giờ vẫn không thấy xuất hiện cái nick Hồng Nhật cũng như là Nhật Quỳnh. Thì đây cũng là một cái điều hơi khó khăn đối với Huynh Kinh. Và cái môn học của Huynh Kinh thì một cái sự gian nan ha. Khi mà chúng ta coi như ngồi trước màn hình ha, trước mặt là cái bảng nêu mà chúng ta học không vô, huống gì đây là một cái chùa ở trên trời. Cho nên cái kinh nghiệm hoặc là cái phương pháp của Huynh Kinh để cho bà con được hiểu là cả một vấn đề ha, cả một vấn đề. Nhưng mà quý vị tiếp thu rất là tốt. Bây giờ thì chị Châu Nguyễn cũng chưa có, chị Kim Nhung, chị Thiện Vũ, Thích Meta, Thích Niệm Từ hoặc là Huynh Quang, Thích Duyên có thể hỗ trợ cho Huynh Kinh được phần nào trong trong cái phương pháp mà học phi diệu pháp này. Bây giờ thì không có Thích Nhật Quỳnh, cũng không có Thích Châu Nguyễn. Thì bây giờ đây là một cái khả năng, một cái sự linh động của vị giảng sư ha. Rồi xin mời Huynh Kinh, alo. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sằng Thầy Dạ. Dạ, kính lễ Sư Tỷ Lích. Dạ, xin chào tất cả quý vị. Dạ, nghe rõ ha. Rồi. Dạ, này thiếu mấy người mà thư ký này, MC thư ký mà nó mất tiêu rồi. Em cũng mệt rồi. Không biết Sít Meta, Sít Kim Nhung gì đó có bài Bali không? Mới có cái bài Bali gì trước bài đọc đó, bài đọc gì trước tuần rồi á. Oh, sorry, we speak Vietnamese. Sorry, Jesus. Ok, rồi Sít Kim Nhung có bài hay Sít Meta hay có bài đó không ạ? Hello.
Xin Kim Dung ơi, xin Meta có bài người á, bài về người đó. Cô Kim Dung ha, Kim Dung có bài bóp nha để sao mới cùng nhau đọc. À, trước kia vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arhang Sammasambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Apivadeemi Sakkhato Phagavata Dhammo Dhammang Namastami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sangham Namami Sammasambuddhamatulang Sasattham Aganuttamang Apivadipasissang Apithammattassanghang Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. À, xin hỏi cô Kim Dung nó mất rồi. Cô Kim Dung ơi. Rồi, đúng rồi, cô Kim Dung có bài đó. Rồi, cô Kim Dung post bài lên giùm để cho mời quý vị là hai phiên nha, mình đọc trước ha để nắm lại cái ý bài rồi chúng ta học tiếp. Rồi, kỳ rồi học tới đâu quên mất tiêu rồi. Học tới người lạc vô nhân ha. Học người dị nhân chưa cô Kim Dung? Người lạc vô nhân chắc xong người lạc vô nhân. Cô mới ta đây học tới đâu rồi? À, mời cô mới ta lên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con kính lễ Ngài Trị Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, con kính chào thầy kinh. Dạ, kỳ rồi đã học xong người lạc vô nhân nha thầy. Dạ, bây giờ con xin đọc bài lại ạ. Bút gá lá phê đô phân hạng chúng sanh. Tu hề tu ca na ma hề tu ca nành cha ba nát tha ri già cha quá na ni chê quá ấp ba na cha quá na ni cha na lấp phạn tí ta tha nhà na sầm ba yut ta quý bà ca ni cha su ga ti dằng đục ga ti dằng ba na nhà na quýt ba yut ta ni cha ma hà quý bà cà ni na lấp phần tí nơi đây với những người mà thức thế sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên các chấp duy tác tất hành tâm và an chỉ tất hành tâm không phát sanh cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có tí hề tu kề su chắc khi nà xa hòa nặng cú xa la cha hòa nà ni cha na lấp phàn tỳ tí tát thà xề khá bú thuốc cha nà nặng trí già cha hoa nà ni đích thí ra tá sầm bá yốt tá quý chí kích cha chề hoa nà ni cha xề khà nặng a nà gà mi bút ga là nặng ba na ba tí khá cha quá nà ni cha na lấp phần tí lô cút ta ra cha quá nà ni cha gia thà sa ca má ri già nặng ê quá sa múc bách tràn tì tí với bậc vô nhiễm a la hán trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh cùng thế ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân bố thuốc chá ná và hạng hữu học xê khát
Những chập chá quá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khác. Đối vị A-na-hàm không thể có chá quá ná liên hợp với sân, nhưng các chá quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha năng chát tú chát ta li sa se kha năng út đi se cha bành nhà xà quá se xà năng cha tu bành nhà xá sầm phá hòa a dần ét tha bút gá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng chúng sanh. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, kính cảm ơn thầy Kinh, kính cảm ơn cô Kim Nhung đã bốt bài. Dạ, con trả xin trả máy là cho đạo tràng. Kính mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ thầy Kinh, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài vi diệu pháp. Út ca lá phê đồ, phân hạng chúng sanh. Đú hề thú cà ná, má hề thú cà nần chá. Phá nét thá quý già, chá vá nà lý, chề vá. Áp phá nà, chá vá nà lý, chá ná, lắp phàn tí, tá thà nhà ná. Sam bá chút tá, ví pa cà ní chá, su gát tí giăng, lúc gá tí giăng. Phá ná, nhà ná, ví pa chút tà ní chá, má hà ví pa cà ní ná, lắp phàn tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác, tốc hành tâm, và an chỉ tốc hành tâm không phát sinh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với truy kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề sú chác khi na xá và nằng cú xá là cú xá lá chá vá nà ní chá ná lắc phản tỷ tí tá thà xê khá phú thút chá nà năng quý già chá bá nà ní đít khí gá tá xăm phá rút tá ví trí kích chà chá bá nà ní chá xê khà năng á nà gà mí phút cá là năng phá ná phá thí khá chá bá nà ní chá ná lắp phản tí lồ khút tá ra chá vá nà ní chá giá thà xá cám má đi chà nằng ề vá xá múc phát tràn tỳ tí với bậc bô nhiễm a la hán. Trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có đồng tốc thiện hay bất thiện thế ấy, ốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân. Cú thuốc chà ná, cú thuốc chá ná và hạng hữu học xê khác. Những chập chá vá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khác. Đối với vị A-na-hàm không thể có chá vá ná liên hợp với sân, nhưng các chá vá nát siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Á sê khà năng chá tú chát tà lì xá sê khà năng út đi sê chá phần nhà xà vá sê xà năng chá tú phần nhà xá xàm phá và á dằng ép thà phút cá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56,
Ngoài ra, những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là những phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con đã đọc hết. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào Thầy Kinh, và con kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài. Cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Sích Mita và cảm ơn Sích Kim Nhung đã đưa bài lên ạ. Ca la phê đô phân hạng chúng sanh đu hê tu ca na ma hê tu ca nan cha ba net tha tri ya cha wa na ni che wa ap pa na cha wa na ni cha na la phan ti pa tha na nya na sam ba yut ta vi ba ka ni cha su ga ti yang duk ga ti yang ba na na nya au vip pa yut ta ni cha ma ha vi ba ka ni na la phan ti. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tất thành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tu kê su chá khi nhạ na sa hòa năng cú sa la cha quá na ni cha na lấp phần tì tí ta thà sê khắp bu thu sê ca khá bu thu chan na năng quý già cha quá na ni đi thi ga ta sầm ba yut ta vi chi kích cha cha quá na ni cha sê khà năng Anaga mipuk gala nang bana bati kha cha wana ni cha na la phan ti lo kut ta ra cha wana ni cha ya tha sa ka ma ri ya nang e wasamut bát chân ti tí. Với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân loại nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cũng thế ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Bhutchana và hạng hữu học Sekhas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị A-la-na-hàm, không thể có Chavana liên hợp với sân, nhưng các Chavana siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Aseka nang chatu chatta li sa se kha năng út đi se cha bành nhà sa quá se sa năng cha tu bành nhà sa sầm pha hòa a dần ít tha bút gia la về đồ. Tùy theo tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên
Hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 nội tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, Niệm Từ đã trả bài xong. Và Niệm Từ xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và dạ, kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn chị Kim Nhung đã post bài ạ. Dạ con xin đọc bài ạ. Bukkala pe do phân hạng chúng sanh. Du he tu ca nama he tu ca nhành chapanat thariya Chawana niche wa appana Chawana nichana lappan Titatha nya nasam payutta vibhaka Nichasugati yam Dukkati yam pananya na vip payutta Nichamaha vibhaka nalappan ti. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chấp duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề Su chá khì nà sa hòa nằng Kusala kusala chawana nichana lapanti ti tatha se kaputut chana nang riya chawana nitit thigatapa sampayut tawichikicha chawana nichase kha nang anaga mipukala nang Banapati kawachana nichana lapan ti lo kut tarachawana nichayatha sakamariya nang evasamuppachanti ti. Với bậc vô nhiễm A La Hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm phu. Bút thúc chá ná và hạng hữu học Sekas. Những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến với các vị Sekas. Đối với vị Anaham, không thể có chê quá ná liên hợp với sân. Nhưng các chê quá ná siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha nang chatu chát ta li sa se kha nang put ti thê put ti se chát bàn nhà xà quá se xà nang Chatubanya sasam pawa Ayang at tapuk galafedo. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là những phương thức phân hạng của chúng sanh. Dạ xong rồi không chị? Dạ, em cảm ơn chị Kim Nhung đã post bài. Dạ con kính cảm ơn thầy Kinh. Dạ con cảm ơn toàn thể đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Và nguyên như con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính lễ thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. Và con xin đọc bài ạ. Bút Gá Lá Phề Đồ phần hạng chúng sanh. Tu hề tu cà na ma hề tu cà nành cha bá nét tha quý già cha quá nà ní chề quá áp bá nà cha quá nà ní cha ná lấp phần tí tá thà nhà ná sầm bá dút ta quý bà cà ní cha gú tá cá tí dần đúc cá tí dần bá ná nhà ná quýt bá dút tà ní cha má hà quý bà cà ní ná lấp phần tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác, tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thấy ấy, trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề su chá khi nà xá hòa nàng cú xá là cú xá lá chá quá nà ní chá ná lấp phần tì tí tá thà. Sê khá bú thút chá nà nàng khí già chá quá nà ní đích thí gá tá sầm bá dút. Tá quý chí kích chà chá quá nà ní chá khê. Sê khà nàng á nà gà mí múc gá là nàng bá ná bá. Tí khá chá quá nà ní chá ná lấp phần tí lồ cuốt tá đá chá quá nà ní chá giá thà. Sá ca má rí già nàng ê quá sá múp bát chanh tì tí. Với những bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thấy ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân. Bhutthuchana và những hạng hữu học Sekhas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham, không thể có Chawanas liên hợp với sân, nhưng các Chawanas siêu thế chỉ có những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ ngộ. Asekhanang Chathuchatta Li Sasekhanang Uddise cha bành nhà xà quá xề xà nằng cha tú bành nhà xa sầm phá hòa a dầm ít tha bút gá lá phề đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng chúng sanh. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin dâng mic lại cho vị kế ạ. Em xin thank you chị Kim Dung đã post bài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tâm Ma Giá, Nam Mô Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức. Và kính chào thầy Kinh, kính chào quý anh chị. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ, con xin trả bài ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung đọc bài. Bút Gá Lá Bê Đồ phân hạng chúng sanh. Đú hề chú cà ná má hề chú cà nồng chá bá nét thá chí đi già chá quá nà ní chề quá ấp bá nà chá quá nà ní chá ná lấp phần tí tá thà nà nhà ná sầm bá dứt tá ví bà cà ní chá su gá tí dần đúc gá tí dần bá ná nhà ná ví bá dứt tà ní chá mà hà ví bà cà ní má lấp phần tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thấy ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề chú thề xú chá khi nà sau hòa nàng cú sa la cú sa lá chá quá nà ni chá ná lấp bằng tì tí
tathāsekha puṭṭhucānānaṁ tiricāvanāni vittigatassambayutta vicikicchā cāvanāni cassekhanaṁ anāyāmipuṭṭhayalānaṁ bānāpati khā cāvanāni canālappaṁti lokuttara cāvanāni jayathāsaka mariyānaṁ evā sammuṭpacchaṁ tiṭi. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân. Puṭṭhucānā và hạng ngũ học Sekhāp, những chập Cāvanā liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhāp. Đối với vị A-la-hán không thể có Cāvanā liên hợp với sân, nhưng các Cāvanā siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Asse khanang chatuchattali sase khanang uttise chabanyasa vase sanang chattu panyasa sambhava ayan ettha pukkala bedo. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Và con đã trả bài xong rồi, và xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào Toàn thể Đạo Tràng. Dạ con xin cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Bút Gá Lá Phê Đồ, phân hạng chúng sanh. Đu Hệ Tú Cà, Nam Má Hệ Tú Cà, Nằm Chá Pá Nét, Sakriya Chawana Niche Wa Up Bana Chawana Nichana Lap Fanti Tatha Nya Nasam Bayutta Vibhaka Nichasugati Yang Duk Gati Yang Bana Nya Na Vipayutta Nichamaha Vibhaka Nina Lap Fanti. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập vi tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hê tu kê su chá khi nà sa hòa nặng cú sa là cú sa la chá hoa nà ni chá na la phàn tì tí ta thà sê khá bú thút chá nà nặng quý gia chá hoa nà ni đi thi gà ta sàm ba yút ta quý chí kích chà chá hoa nà ni chá sê khá nặng
anaga mipugala nang panapati khachawan na nijana lapanti lokuttara wana nijayatha saka mariya nang ewasamupachanti ti. Với bậc vô nhiễm A La Hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cũng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, Uthuchana và hạng hữu học, Sekhas. Những chập Trawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham không thể có Trawana liên hợp với sân, nhưng các Trawanas siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha nang chatuchatta li sase kha nang uttise cha bản nhà sa quá xê sa nang cha tú bản nhà sa sam phá hòa a dam et tha puk ga la phê đô. Từ trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài. Con xin phép được xuống mic ạ. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính chào Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Búc Gà La Phề Đồ, phân hạng chúng sanh, Đu Hề Tu Cà, Nam Ma Hề Tu Cà, nành cha ban nè cha ban kakriya cha wana niche wa apana cha wana nichana la phan ti ta tha nhà na sam ba yut ta wi ba ka nicha sugati yang duk gati yang banan nhà na na wi ba yut ta nicha maha wi ba ka nila Ninala Phàn Tị. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề su chắc khì nà sa nạ sa hòa nàng sa là ku sa la Chawana Nichanala Phan Tì Tị Ta Thà Sề Kha Bút Thút Chana Nàng Kriya Chawana Ni Dithigata Sầm Ba Yút Ta Huy Chi Kích Chà Chawana Nichak Sề Kha Nàng Ana Gà Mi Bốc Gà Là Nàng Bana Patikha Chawana Nichanala Phan Tị lô cút ta ra cha wa na ni cha ya tha sa ka ri ya nang e wa sa mup bách chàn tì tí. Với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có đồng tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập đồng tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Buddhuchana và hạng hữu học Sekhas. Với những chập Chavanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham không thể có Chavana liên hợp với sân, nhưng các Chavana siêu thế chỉ những thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase khả năng
Chatuchatta li sase kha nam udise chabanya sa wase sa nang chatubanya sa sam pha hòa am e et thabuk gala phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con xin xuống mic ạ. Xa thôi, xa thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Di Đà. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Alo. Dạ, rồi, chắc hết ai đọc ha. Dạ, mời thư ký cho Nguyễn chuẩn bị ghi bài dùm. Ghi trước là chúng ta học với số 2 là người lạc vô nhân. Tất cả những chi tiết tổng cũng như tổng quan mình học xong ha. Giờ mình đi tới cái phần thứ ba, người nhị nhân. Người nhị nhân, đúng hề tôi cắt bút cái lắm. Người nhị nhân, à, đây là cái loại hạng người thứ ba mình bắt đầu mình đi từ từ xuống ha. Thì hạng người thứ ba mình học là người nhị nhân, tức là người này có cái tâm tục sinh là có hai nhân thì ta kêu là người nhị nhân ha. Thì giờ mình xuống mình ghi tâm tục sinh hai chấm. Là một trong bốn tâm quả, một trong bốn tâm quả dục giới ly trí, một trong bốn tâm quả dục giới ly trí. Một trong bốn tâm quả dục giới ly trí. Chỉ có hai nhân vô tham vô sân đồng sanh. Chỉ có hai nhân vô tham vô sân đồng sanh. À, tức là cái tâm mà nó làm cái phận sự mà tái tục, tức là tái sanh trở lại một kiếp sống khác, sanh là một người nhị nhân, thì nó sẽ là một trong bốn cái tâm quả thuộc về dục giới nhưng mà ly trí, à, tức là không có nhân về trí tuệ ha, tức là không có vô si, tức là nó chỉ có hai nhân vô tham và vô sân đồng sanh trong cái tâm tục sinh đó. Thì như vậy được gọi là người nhị nhân khi nào người đó tục sinh bằng cái bốn, một trong bốn loại tâm này. À, thì chúng ta học về tâm quả dục giới tịnh hảo thì mình biết có tám loại nhân ha, tám loại quả, thì có bốn quả ly trí và bốn quả hợp trí. Thì như vậy tâm tục sinh chúng ta có là một trong bốn tâm quả đó. Ví dụ như tâm quả thọ hỷ hoặc tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, ví dụ tục sinh bằng tâm đó thì mình là một loại người dị nhân, mình có cái quả ly trí thuộc về thọ hỷ và vô trợ đó. Đó là như vậy ha. Bốn ba kia còn lại thì cũng vậy. Rồi xuống dòng mình gặp đầu dòng cái đánh hòa thị cũng được, đánh hòa thị đầu dòng có thân đầy đủ, không bị khuyết tật bẩm sinh, có thân đầy đủ, không bị khuyết tật bẩm sinh. Không khác gì người tam nhân, có thân đầy đủ, không bị khuyết tật bẩm sinh, không khác gì người tam nhân. À, tức là người nhị nhân này khi tục sinh ra đó, thì
cái lúc mà càng lúc càng lớn lớn lên thì cũng như bình thường thôi, không có khác gì người tam nhân hết á. Sanh ra cũng đầy đủ mắt tai mũi lưỡi thân, đầy đủ, không bị khiếm khuyết. Còn người lạc vô nhân thì bị khiếm khuyết, nó có cái sự khác biệt đó. Thì người nhị nhân này có đầy đủ không thiếu gì hết, như người tam nhân là không khác, không có gì khác biệt về cái thân tướng không có gì khác biệt, nhưng mà nó khác biệt về cái tâm tục sinh thôi. Rồi xuống dòng đánh cái bông vào dòng nữa, không thể đắc thiền hay đạo quả, không thể đắc thiền hay đạo quả, vì không có nhân vô si làm nền lúc tục sinh. Không thể đắc thiền hay đạo quả vì không có nhân vô si làm nền lúc tục sanh. Tức là người nhị nhân người đó, khi tục sinh là làm người nhị nhân đó, tức là người này có tu cỡ nào tu, có hành tinh tấn cỡ nào cũng không thể nào đắc thiền hay đạo quả được. Bởi vì ngay cái căn bản gốc của cái tâm là cái tâm nền, tâm tục sinh đó, nó không có cái trí tuệ, cho nên không thể nào mà chứng đắc được. Bởi vì đắc thiền là cũng phải có đầy đủ tam nhân, người là người tam nhân mới đắc được thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tông vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, vi tưởng vi tưởng xứ đó, thì những người đắc thiền đó là phải đầy đủ ba nhân, tức là phải là người tam nhân. Còn đạo quả thì chuyện đó là đương nhiên, cho nên người nhị nhân thì không thể đắc thiền hay đạo quả trong cái kiếp sống hiện tại này. Nhưng mà không phải vì vì mình nghe nói vậy là mình không có tu, mặc dù ví dụ mình là người nhị nhân nhưng mà mình cũng tu, mình gieo cái giống lành, mình tu cố gắng mình tạo tác ý cho mình có được trí tuệ tốt đẹp, hành pháp có nhiều cái nhiều lý tác ý để phát sinh trí tuệ, thì do cái nhân duyên lành đó kiếp sau mình sanh lại mình làm người tam nhân. Thì đó là cái vấn đề, nếu mà mình có sự cố gắng thì vẫn trở thành người tam nhân được như thường. Còn nếu không thì chúng ta từ người nhị nhân xong rớt xuống lại người lạc vô nhân, rớt xuống người khổ nữa thì thôi khổ đời. Rồi đó là một số cái vấn đề chúng ta cần phải ghi nhận ha. Rồi xuống dòng trú xứ, đánh hòa thị đầu dòng trú xứ hai chấm, có mặt trong bảy cõi vui dục giới, có mặt trong bảy cõi vui dục giới. Trú xứ có mặt trong bảy cõi vui dục giới. Bảy cõi vui dục giới này là mấy quý vị có biết không, là cõi gì ta, là cõi người và sáu cõi trời dục giới, tức là bảy cõi vui dục giới ha, cõi người và sáu cõi trời dục giới. Thì những người nhị nhân này nó không thể nào có mặt trong cõi sắc giới hoặc vô sắc giới được, bởi vì đã gọi là nhị nhân thì không thể có mặt trên cái cõi kia. Cõi kia là cõi của những vị đắc thiền, những vị phạm thiền có thiền, cho nên người nhị nhân là không thể có mặt những cái cõi đó, mà chỉ có mặt trong cõi vui dục giới mà thôi. Cho nên đó là trú xứ của những người nhị nhân. Chúng ta phải biết chính xác tại sao nó chỉ có mặt trong bảy cõi vui dục giới là lý do như vậy, bởi vì chỉ có hai nhân thì không thể có mặt trên những cái cõi cõi cao kia. Đó là cái vấn đề cần phải hiểu rõ như vậy ha. Rồi xuống dòng trong thời bình nhật hai chấm, trong thời bình nhật hai chấm, đây tức là nói về người nhị nhân mà trong cái thời bình nhật, tức là trong cái đời sống bình thường của họ đó. Thì trong cái cuộc đời của chúng ta thì có ba cái thời, là thời tục sinh, thời bình nhật và thời tử. Thì có ba thời, mình phân ra ba thời như vậy. Thì trong thời bình nhật, đời sống trong thời bình nhật nó có những cái loại tâm nào, tâm sở nào, vân vân. Thì bây giờ mình xuống ghi tâm hai chấm, tâm hai chấm. Thì bây giờ có vấn đề như vậy, khi mà chúng ta nói vấn đề tâm, thì khi chúng ta hỏi
Hỏi có tâm nào ha, thì quý vị khoan khoan trả lời ha, thì chúng tôi sẽ kêu tên người nào, người đó ghi lên, người đó post lên cái phần ghi của mình, phần trả lời của mình. Bởi vì nếu mà nhiều vị học trước rồi đó, có những vị qua những room khác học trước, mà giờ vô học lại cái bài cũ, cái mình nghe cái mình biết rồi, cái mình post lên, rồi mấy người kia người ta chưa biết, người ta không có suy nghĩ nữa, người ta không có động não, người ta cũng khó. Cho nên ai biết rồi chịu khó ngồi yên xíu, để hỏi những người không biết, rồi post lên cho tới khi nào mà chính xác rồi đó, thì chúng ta cùng nhau thống nhất là đúng hay không đúng không. Chứ đừng có post lên tùm lum, thì mấy người mới học mới vô cái lớp này mà mới đang học cái bài này á, thì nếu mình post lên cái là mấy người kia người ta không có quan hỷ, người ta không có vui chẳng hạn. Đó là cái vấn đề như vậy. Quý vị nghe mà alo alo nghe hả, sao ghi zero tùm lum vậy? Nghe đó, ok. Rồi quý vị nắm được ý không? Tức là bây giờ chúng ta hỏi cái gì đó thì chúng ta chỉ kêu tên người đó, thì người đó ghi lên, gửi lên, mấy người kia đừng ghi. Khi nào mà người đó ghi trật hỏi người khác nữa thì mới xác định được, để có như vậy mình học nó mới hấp dẫn. Còn giờ ví dụ như giờ mình học trước rồi, những cái room khác mình học trước, bây giờ mình vô đây cái mình biết mình thoát lên trước là mất hay rồi, mất vui rồi. Ok, thống nhất không? Thống nhất cái cách đó không? Thống nhất cho cái mong đi. Tại vì cũng có nhiều người complain vụ này, nói mấy người biết trước cái ăn hiếp biết trước ăn hiếp mấy người chưa biết. Ok ha. Rồi bây giờ cái cô MC chạy nó mất rồi, vô rồi ha. Bây giờ nói về trong cái đời sống bình nhật của người nhị nhân nè, trong cái đời sống bình nhật người nhị nhân thì tâm tâm hai chấm. Bây giờ để hỏi ai cái này, hỏi Hà đi, Hà 042 0420. Hà có mặt đó không, cho biết đi. Hà có mặt đó là biết đi. Alo, bảo không? Rồi, tâm của người nhị nhân trong đời sống mình nhất, 12 tâm bất thiện có đủ không hay là bỏ bớt? 12 tâm bất thiện có 11, có 10 hay là có đủ 12? Có đủ. Đúng không quý vị? Đúng không? Alo. Đúng không? Cho biết đi. Đúng không? Xà thử chính xác. Rồi, ghi vô, mình ghi cái đó vô, 12 tâm bất thiện. Rồi, một cái không? Rồi, bây giờ tới tâm vô nhân. Tâm vô nhân, bây giờ ai đây? Tâm vô nhân, Nguyên Trang. Nguyên Trang nói rồi, chắc là rồi, Nguyên Trang nói, tâm vô nhân thì có được bao nhiêu tâm? 10 tâm vô nhân hay là 12, 15 hay là 18 tâm vô nhân? Nguyên Trang nó có bao nhiêu tâm vô nhân? 17 tâm vô nhân. Tại sao 17? Nó có 18 tâm vô nhân, giờ tại sao có 17? Từ ứng cúng quy tiếu, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Từ ứng cúng quy tiếu ra, đúng không? Đúng không? Tại sao trừ? Tại sao trừ ứng cúng vi tế ra? Lý do tại sao? Tâm của A-la-hán xà thú là đúng như vậy, không phải là tâm của người nhị nhân không? Xà thú. Rồi, bây giờ mình ghi thêm là 17 tâm vô nhân có mặt ha. Rồi, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo có không? Để hỏi ai đây? 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Hỏi gì đó, Nguyên Vũ đi, Thiên Vũ đi, Thiên Vũ hay là gì đó, Thiện Vũ đó. Tám tâm dục giới tịnh hảo có không? Đủ tám đúng không quý vị? Đủ tám không? Alo.
đúng không, đủ không, đủ trong đời sống mình nhìn có đủ không, vẫn có hợp lý, có ly lý đầy đủ không? Rồi đúng rồi, xa thử, xa thử, ghi thêm tám tâm thiện dục giới tịnh hảo. Rồi tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo có không? Ai này cho Nguyễn có không? Tám tâm quả thiện giới tịnh hảo. Cho Nguyễn. MC. Không đủ. Dạ không đủ. Không đủ là sao? Có nhiều. Có lì đi thôi đúng không quý vị? Alo đúng không? Alo đúng không? Chính xác không? Xà thử, xà thử, bởi vì đây là người dị nhân nha, chỉ có tám tâm quả lì đi thôi. Rồi như vậy là mình tổng kết là mình có được nhiêu đây? 12 bất thiện, 17 vô nhân, 8 thiện dục giới tịnh hảo và 4 quả lì trí. Mình có tổng cộng là 41 tâm, 41 tâm của người dị nhân trong đời sống bình nhật. Đó là người mà dị nhân trong đời sống bình nhật ta có thể sử dụng được là 41 tâm. Rồi, chính xác ha, 41 tâm. Rồi, giờ tới tâm sở. Tâm sở, giờ tâm sở hỏi cô Trần Đạo, cái tâm sở có bao nhiêu? Tâm sở cô Trần Đạo ơi, có bao nhiêu tâm sở? Mười ba tạ tha có không? 52 luôn đúng không quý vị? Đúng không? Alo đúng không? Ok rồi, đúng là xà thú, tức là mình coi vô tâm sở, tức là mình dựa trên phần tâm mình nhìn là mình sẽ thấy được cái phần tâm sở nó sẽ xuất hiện ha. Thì như vậy có đầy đủ 52 tâm sở cho người dị nhân rồi, đó là mình được cái phần tâm là tâm sở, hiểu không? Nắm nắm hết rồi, trong room tất cả nắm hết rồi, cho biết thì cho xin cái bông đi. Từ từ mình lên, càng ngày càng lên khó rồi mình học nó thoải mái hơn rồi ha. Rồi xả thử, xả thử, rồi xuống dòng đánh hai cái bông bự, hai cái bông bự chứ ha, gì đó đâu có trừ trí tuệ được. Tâm là sống bình nhật mà, đời sống bình nhật có tâm, có tám tâm thiện dục giới tịnh hảo thì có tâm, tâm hợp trí có, ly trí có, thì làm sao mình trừ trí loại ra đúng không? Bởi vì có tám tâm thiện với tịnh hảo nè, người nhị nhân, nhị nhân chúng ta vẫn có thể tu tập, có thể làm phát sanh được cái tâm thiện hợp trí, vẫn có tác ý được tâm thiện hợp trí. Nhưng mình nhờ mình tu mình có thể tác ý được tâm thiện hợp trí như thường, thì như vậy có được tâm sở tự quyền luôn, không thể thiếu được trong đời sống mình nhật nha. Đúng là làm việc thiện, thiện hợp trí trong đời sống mình nhật rõ ràng ha. Rồi nó xuống dòng đánh cái bông bự nha, đánh cái bông bự đầu dòng, đánh cái bông bự. Người khổ, người lạc, người nhị nhân, tức là ba ba người này gom lại ha, người khổ, người lạc, người nhị nhân. Người khổ, người lạc, người nhị nhân. Khổ, người lạc, người nhị nhân. Gọi là phàm phu vô phần. Là cái chữ này. Gọi là phàm phu vô phần. Áp phách đá bút thuật chá ná. Áp phách đá bút thuật chá ná. Phàm phu vô phần. Phàm phu vô phần.
là những hạng người này không có phần đắc đạo hay quả. Tức là những hạng người này không có phần đắc đạo quả. Tức là những hạng người này không có phần đắc đạo quả. À, tức là nguyên câu là gồm lại ba người: người khổ, người lạc, người nhị nhân, gọi là phàm phu vô phần, bởi vì những hạng người này là không có phần, không có tham dự, không có phần vào trong đạo và quả. Thì như vậy được gọi là phàm phu vô phần. Phật đã bút thuật cho đấy, hai cô Nhật Quỳnh mới vô rơm ha, té là giờ vô rồi ha, bút thuật cho đấy. Đúng rồi, hai chữ vậy, những sách nó hay bị thiếu. Hai chữ đó. Được chưa? Tức là bây giờ mà người nhị nhân, chúng ta học người nhị nhân thì có tục sinh bằng một trong bốn tâm quả dục giới ly trí, à, bởi vì nó có hai nhân vô tham vô sân, thì cho nên thuộc tâm quả ly trí. À, và những người này thì bình thường sanh ra cũng bình thường như người bình thường, không có gì khác hết. À, không có khác người tam nhân, tức là không có bị khuyết tật, vẫn sanh ra vẫn mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, không bị khiếm khuyết ha, vẫn đẹp trai, vẫn đẹp gái như thường ha, nhìn vẫn sáng sủa như thường. Nhưng mà nó khác người tam nhân ở cái chỗ là nó không có cái nhân vô si thôi, dĩ tục sinh bằng vô tham vô sân, mà không có cái nhân vô si. Cho nên những người dị nhân này có tu thiền gì đó chỉ là tạo cái duyên lành trong kiếp sống này để kiếp sống sau mình có thể được tái sanh lại làm người tam nhân. À, cho nên những vị này không thể đắc thiền hay đạo quả gì được trong kiếp sống này. À, nhưng mà vẫn có phát sanh được những cái trạng thái tu, nhiều chứ mình tu thiền mình cũng có thể đi gần vô tới cận định chẳng hạn, cũng có thể đạt được những cái mức độ an tịnh tâm, cũng có thể đạt được những mức độ mà khá cao trong cái thiền. À, đó là như vậy, là người dị nhân chúng ta được biết như vậy. Thì người dị nhân sống trong cái trú xứ người dị nhân là chỉ có mặt trong những cái cõi dục giới thôi, cõi vui dục giới. À, nhớ là cõi vui dục giới nha, chứ không phải cõi dục giới. Cõi dục giới là nó luôn có cõi khổ là cũng dục giới luôn, nhưng mà người dị nhân thì sống trong là 7 cõi vui dục giới. À, nhưng mà không có mặt trong cõi sắc giới và vô sắc giới. Đó là vấn đề mà chúng ta cần phải ghi nhận cách chính xác ha. Rồi người khổ, người lạc, người dị nhân, ba người này mình học rồi. Người khổ, người lạc, người nhân, ba người gom lại thì được gọi là hạng phàm phu, mà không có phần là vô phần, phàm phu vô phần. À, bởi vì những người này không thể chứng đắc được đạo quả, không thể chứng đắc được thiền định hay là quả gì đó. Đó gọi là phàm phu vô phần. Phật Bà Bù Thụt Chana, phàm phu vô phần, à, là người dị nhân. Rồi. Xong chưa? Rồi, đó là xong cái người thứ ba là người dị nhân. Bây giờ số 4, người tam nhân. Người tam nhân. Đi hè tu ca bút lá, người tam nhân. Gì vậy? Hello, chuyện gì? Chuyện gì? Dị nhân hai chữ luôn, có hai chữ luôn á, nó có hai chữ đá quý hề tôi cắt bút cái lá, hoặc là đú hề tôi cắt bút cái lá, hai chữ giống nhau luôn, đồng nghĩa luôn, ghi luôn hai chữ luôn cho Nguyễn ghi luôn hai chữ để nắm luôn.
Rồi tới người tam nhân là tí hê tú cá búp cá lắc. Tí không phải trong nghĩa trật rồi. Cái đá quý hê tú cá búp cá lá là của người dị nhân chứ không phải là người tam nhân. Người tam nhân chỉ có một chữ thôi, chữ tí hê tú cá búp cá lá thôi, bỏ chữ đá quý hê tú cá ra, chữ này là được bỏ lên trên người dị nhân. Vị dân nãy có hai một từ là tí hê tú cá búp cá lá, em phải nói lộn xộn. Người dị nhân á, chỗ phần người dân ghi lại đi, người dị nhân này là có hai từ, từ thứ nhất là đá quý hê tú cá búp cá lá hoặc là đú hê tú cá búp cá lá, người dị nhân á phải đó. Tại vì trong quyển ghi có một chữ đá quý hê tú cá búp cá lá là người như thắc mắc thét mét, người hay thắc mắc lắm. Đó mới hê tú cá bút cá lá là dị nhân, thêm chữ nữa, thêm một từ nữa là đú hê tú cá bút cá lá, nãy có nói rồi đó, đú hê tú cá bút cá lá cũng là người dị nhân luôn. Đú hê tú cá bút cá lá đó là người dị nhân, thì nên ta cho mình biết là có hai cái tiếng, hai cái từ Bali là gì, đá quý hề tôi cá bút cá lá hoặc đú hề tôi cá bút cá lá, hai từ vậy. Rồi đó là người dị nhân xong ha, hết thắc mắc chưa, hết thắc mắc chưa, đúng rồi đó. Rồi hết thắc mắc ha, rồi xuống số 4 người tam nhân tí hề tôi cá bút cá lá. Là người tục sinh bằng tâm quả tam nhân, là người tục sinh bằng tâm quả tam nhân. Là người tục sinh bằng tâm quả tam nhân. Rồi bây giờ để hỏi à, có bao nhiêu tâm quả tam nhân, để hỏi quý vị có ai đây nè, có bao nhiêu tâm quả tam nhân, hỏi Nguyên Như coi có bao nhiêu tâm quả tam nhân. Nguyên Như đó là trời có bao nhiêu tâm quả tam nhân. Bốn quả dục giới tịnh hảo hợp trí, còn gì nữa không, còn gì nữa không, chín quả đáo đại, còn gì nữa không, còn gì nữa không, đủ chưa, hết chưa, đúng không quý vị, hello đúng chưa, hello chính xác không, hết đúng rồi, quá giỏi luôn ha, chính xác không? Và như vậy là mình có 13 tâm tục sinh tam nhân, 13 tâm tục sinh tam nhân, bốn quả dục giới tịnh hảo hợp trí, cộng chín quả đáo đại, 13 tâm tục sinh tam nhân. Bởi vì những cái tâm quả này là có đầy đủ trí tuệ, đầy đủ ba nhân vô tham vô sân vô si, bốn tâm quả giữa tịnh hảo có đủ ba nhân, chín quả đáo đại cũng có đủ ba nhân, thì như vậy chúng ta có là 13 tâm túc sinh tam nhân. Rồi thư ký ghi vô sổ. Được chưa, rồi ha, rồi bây giờ người dục giới có được bao nhiêu tâm quả tam nhân,
Mời Nguyên Trang, người dục giới có bao nhiêu tâm quả tam nhân? Nguyên Trang nói coi. Suy nghĩ là người dục giới có bao nhiêu tâm quả tam nhân? Nguyên như ai mượn, ai mượn, ai mượn, nguyên như biết, biết lên, ai mượn, nó đang hỏi, đang hỏi người phạm luật quỳ nhang, cái này phạm luật, lộn không, lộn người quỳ nhang chứ. Như vậy là bốn tâm quả dục giới hợp trí. Rồi, ok, người dục giới có bốn tâm quả hợp trí. Được chưa? Rồi, bây giờ người sắc giới có nhiều, Lão Nguyên Trang trả lời luôn coi, người sắc giới có bao nhiêu tâm quả tam nhân? Người sắc giới mấy? Có chín nè, người sắc giới có chín nè, có chín nè, dữ trời. Đâu, đâu ra nữa Nguyên Như nữa. Như xí soạn nè, này Nguyên Như xí soạn, tôi đang hỏi Nguyên Trang. Phạt nữa, phạt là thêm nửa tiếng ngồi ngồi nhang nữa. Năm tâm quả sắc giới ha. Rồi người vô sắc sao? Người vô sắc sao? Ta đang hỏi người sắc giới, người vô sắc là bốn. Rồi đúng rồi, bây giờ mình ghi ra người dục giới có bốn tâm đại quả dục giới hợp trí không? Người sắc giới có năm tâm quả sắc giới, người vô sắc giới có bốn tâm quả vô sắc giới, ghi ra từng người vậy đó. Người vô sắc giới có bốn tâm quả vô sắc giới. Rồi, đó là nói về ba loại người dục giới, sắc giới, vô sắc giới ha. À, chính xác ha. Rồi đánh qua thị đầu vòng. Đánh cái bông đầu vòng ha. Có khả năng chứng thiền, có khả năng chứng đắc thiền. Phải đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tiền, có khả năng chứng đắc thiền đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tiền. Tính cái bông đồ dòng, tính cái bông đồ dòng, có khả năng chứng đắc thiền tạo quả ngay trong kiếp sống hiện tiền, tức là ta nói về người tam nhân á, thì có khả năng chứng đắc thiền tạo quả ngay trong kiếp sống hiện tiền. Rồi à, tới à, xuống dòng ha, trong đời sống bình nhật hai chấm, trong đời sống bình nhật không thấy, không thấy ra, không thấy chữ ra, có khả năng chứng đắc thiền tạo quả ngay trong kiếp sống hiện tiền. Rồi bây giờ mới xuống là trong đời sống bình nhật hai chấm, thấy chưa, đọc là được chưa, thấy chữ chưa? Thấy rồi ha. Rồi trong đời sống bình nhật hai chấm xíu ha. Tính theo người cõi, tính theo người cõi có ba hai chấm, tính theo người cõi có ba,
tính theo người cõi cõi ba. Một, người cõi dục giới, hai chấm, người cõi dục giới. Người cõi dục giới. Rồi, xuống dòng tâm, hai chấm, tâm, hai chấm. Rồi bây giờ mời cô nào đây? Ai ít ai vậy cô? Cô Nhật Quỳnh có nghe không? Alo, cô Nhật Quỳnh có nghe không? Cô Nhật Quỳnh đâu rồi? Xin phép học nè, ok. Cô Meta có đó không? Cô Meta có mặt không? Cô Meta đâu rồi? Về tâm của người có dục giới, người tam nhân có dục giới. Cô Meta có nghe không? Cho cái tín hiệu đi, ok, rồi. Người tam nhân cõi dục giới, tính là cõi dục giới nha. Về tâm thì 12 tâm bất thiện có không? 12 tâm bất thiện có không cô Meta ơi? Có, đúng không quý vị? Có đúng không? Alo, 12 tâm bất thiện, người cõi dục giới, người cõi dục giới có không? Đúng không? Xà thú, xà thú. Rồi, ghi vô, ghi vô. Ghi vô, vô sổ. Ghi vào sổ và người có dục giới hệ thống thể. Rồi tới tâm vô nhân có không cô? Mười cái tâm vô nhân có đủ hay không, có đủ tâm vô nhân hay không? Ở đây là mình chỉ tính nhân thôi nha, trong đời sống bình nhật 17 18 tâm vô nhân có đủ hay không cô Meta? Lại mười bảy trừ cái gì ra, mười bảy trừ cái gì ra quý vị? Trừ vi tiếu, trừ vi tiếu ra. Rồi đúng chính xác nha. Rồi cho vô sổ 17 tâm vô nhân trừ vi tiếu ra, trừ vi tiếu. Rồi rồi bây giờ tám thiện dục giới tịnh hảo có không cô? Tám thiện dục giới tịnh hảo có không? Tám thiện dục giới tịnh hảo có không? Đúng không quý vị? Có đủ tám thiện dục giới tịnh hảo không? Người tam nhân trong đời sống bình nhật có luôn không? Rồi xà thủ, xà thủ chính xác. Học vậy là mình nắm nắm bài cách dễ dàng ha. Cô Nhật Quỳnh nắm được chính xác liền ha. Không có chạy đâu. Rồi tám thiện dục giới tịnh hảo có được rồi, vô sổ. Rồi tám quả thiện dục giới tịnh hảo có không? Tám quả thiện dục giới tịnh hảo có không? Có luôn đúng không quý vị? Tám quả thiện có luôn phải không? Rồi chính xác ha, xà thú, xà thú cho vô sổ luôn, tám quả thiện dục giới tịnh hảo chính xác luôn. Rồi chín quả đáo đại có không? Chín quả đáo đại có không? Chín quả đáo, chín tâm quả đáo đại nha, chín quả đáo đại nha, nghe kỹ nha, chín tâm quả đáo đại có không? Cô Kim Nhung, chính tâm quả đáo đại có không? Cô Kim Nhung, chính tâm quả đáo đại có không? Không.
Tại sao không? Tại sao không? Nguyên Như nói tại sao không? Chính tổng quả nó lại tại sao không? Chính tâm quả đáo đại nha, bạn nghe kỹ rồi nha, chính tâm quả đáo đại. Vì thời bình nhật cô mình nói ta chính xác, vì thời bình nhật của người dục giới thì không có tâm quả đáo đại trong đây được ha, mà tâm quả đáo đại chỉ có mặt trong cõi sắc giới vô sắc giới thôi. Đó cho chúng nha. Rồi, rồi ta chính xác ha. Rồi chính tâm quả, chính tâm thiện đáo đại có không? Chính tâm thiện đáo đại nha, khác nha, chính tâm thiện đáo đại có không? Chính tâm thiện đáo đại có không? Chúng ta có không? Như ghi có rồi. Rồi coi như có, khi nào mình đắc cái nào thì mình lấy thêm cái đó vô. Ví dụ như đắc được sơ thiền thì lấy sơ thiền vô, đắc nhị thiền lấy nhị thiền, đắc tam thiền lấy tam thiền, tức là đắc cái nào thêm cái đó. Thì như vậy mình có được là 12 bất thiện, 12 tâm bất thiện, 17 tâm vô nhân, 8 thiện dục giới tình hảo, 8 quả thiện dục giới tình hảo. Rồi nếu đắc thiền cộng thêm vô ha, và tất cả mình có 45 tâm cơ bản, 45 tâm là tâm có 45 và ghi ra vô vô list luôn. Rồi nếu đắc thiền cộng thêm, ghi thêm vô đó, nếu đắc thiền cộng thêm. Để thiếu đó. Nếu đắc thiền cộng thêm vô. Chưa. Thiếu cái đó nữa rồi, ghi cái đó vô. Rồi tâm sở thì cũng vậy luôn, tâm sở thì cũng có đầy đủ ha, tâm sở 52, tâm sở có 52 tâm sở. Tâm sở có 52. Hiểu không quý vị, nắm hết không quý vị, alo. Quý vị nắm hết không, alo. Dễ ha, dễ, mà này chỗ đoạn này dễ. Người ta trả lời chính xác luôn. Cô Nhật Quỳnh cũng nắm được luôn ha, nắm được hết rồi, dễ à, tại mình thấy vậy chứ nó dễ có gì không. Rồi đó là xong cái người thứ nhất là người cõi dục giới, là người cõi dục giới. Rồi bây giờ mình đi xuống số 2 là người cõi sắc giới hữu tưởng. Số 2 là người cõi sắc giới hữu tưởng. Người khỏi sắc giới hữu tưởng. Được chưa? Số 2 là người khỏi sắc giới hữu tưởng. Nhưng chuẩn bị nha. Gì vậy? Thiên Vũ ghi gì? Không không hiểu gì. À đúng rồi, nếu mà đắc thiền nào cộng thêm cái tâm thiền nó vô. Đắc cái sơ thiền cộng nhị thiền, tam thiền cộng tứ thiền cộng ngũ thiền cộng không vô nguyên, tức vô nguyên vô sở phi, đắc thiền nào cộng thiền nó vô. À,
thì là nói với người phàm nhân thôi, phàm phu thôi, đang nói người phàm nhân tam phàm tam nhân ha. Còn nếu mà thánh nhân thì là tính vô siêu thế nữa. À, nhân mình tính theo cái thời mình dịch thì ngay lúc đó đắc đạo quả siêu thế luôn ha. Giờ đang tính ở phàm nhân trước, đang mình đang học về phàm nhân mà, phàm tam nhân. Nắm được chưa? Rồi tới người cõi sắc giới hữu tưởng. Đắc nhị thiền thì cộng thêm một cái nhị thiền với cái sơ thiền mất rồi, đắc rồi qua nhị thiền cái đâu còn tâm sơ thiền nữa. Đắc cái nào lên cái đó mất cái kia. Thì tâm vô thường nó đâu có còn chưa, nắm được chưa, nắm hết chưa, alo, nắm hết cho biết đi. Bây giờ qua người cõi sắc giới hữu tưởng nè, chuẩn bị qua chưa, người cõi sắc giới hữu tưởng rồi, tức là người ở cõi sắc giới mà có tưởng, tức là có tâm á, tức là người cõi sắc giới mà có tâm, à là người cõi này có tâm thức nha, còn người cõi sắc giới mà vô tưởng là người vô tưởng, là không có tâm thức. Ở đây mình chỉ lấy người cõi sắc giới hữu tưởng, đúng chưa, người sắc hữu tưởng thì về tâm. Thì bây giờ hỏi cô nào đây, cô nào cái câu này hỏi cô gì zero là sao, nghe không, alo. À, rồi bây giờ người cõi sắc giới hữu tưởng về tâm, à, hỏi cô Kim Nhung này, tâm nền của người cõi sắc giới hữu tưởng là tâm gì? Tâm nền của người cõi sắc giới hữu tưởng là tâm gì? Tâm quả sắc giới đúng không quý vị? Đúng không? Tâm nền của người cõi sắc giới hữu tưởng là quả sắc giới, chính xác không? Alo, còn ai nghe không? Năm tâm quả sắc giới là tâm nền của người quả người sắc giới vô tưởng là một trong năm tâm quả sắc giới, chứ mình đừng nói năm cái được, vì vậy là chỉ có một thôi, nhưng mà mỗi cái là một tâm quả sắc giới rồi, vô 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 sổ là một trong năm ha, thì mình lấy một thôi. Cái cô cho Nguyễn chào giờ vô nãy giờ mình chờ xíu cho sổ đàng hoàng. Alo, thư ký nghe chưa, thư ký nghe được chưa, thư ký nghe chưa, nghe ha, rồi ghi vô sổ một một tâm quả sắc giới, một quả sắc giới. Rồi bây giờ hỏi tới này này, bây giờ để dò số lô tô. Lô tô cho hỏi Hà đi, Hà nói lô tô thì hỏi Hà đi, 12 tâm bất thiện có không, alo, 12 bất thiện có không, cô Hà đâu rồi, 12 tâm bất thiện. Có 10, tại sao có 10? Tại sao có 10? Bỏ hai tâm sân, tại sao bỏ hai tâm sân? Tại sao bỏ hai tâm sân? Không thích thì bỏ. Chẳng hiểu đàng hoàng nó vậy đó, thích bỏ chơi vậy. Tại sao không có hai tâm sân, tại sao trừ hai tâm sân ra, ai nói được đây, rồi giờ cho nói chung ai nói được đây,
vì cõi thiền, vì đây là đang nói về người cõi sắc giới ha, thì cõi thiền thì không có hai tâm sân trên đó, cõi trên đó là nó không có tâm sân à, cho nên phải hiểu rõ ràng chứ nói, thích bỏ không thích bỏ bỏ tài chỉ có giờ rồi đúng rồi rồi ghi ra vô list à, 10 tâm bất thiện à, 10 tâm bất thiện trừ hai sân, 10 tâm bất thiện trừ sân chưa rồi. Tiếp theo là bây giờ ngủ xong thức có không? Ngủ xong thức để hỏi ai đây? Khoan nha, ngủ xong thức hỏi Nguyên Trang, ngủ xong thức có không? Ngủ xong thức có không? Ngủ xong thức có không? Nguyên Trang có không? Có hả? Rồi, Nguyên Trang mới có. Rồi, Nguyên Như có không? Nguyên Như có không? Có. Tiện Vũ có, Nhãn Nhĩ thấy chưa, quý vị thấy chưa, bây giờ chỉ có 11 người ta đang hỏi ngủ xong thức có không. Đây Thiện Vũ nói chính xác nè, Trang nói trật, Nguyên Như nói trật luôn rồi. Cõi sắc giới hữu tưởng chỉ có nhãn nhĩ thôi, nhãn thức nhĩ thức thôi. Rồi vô sổ ha, à, suy nghĩ cho kỹ nha, cõi cõi sắc giới thì ta đã bỏ những cái kia tỷ thiệt thân ta không có, thì chỉ còn có hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức à, vô sổ hai tâm thức, hai tâm nhĩ thức. Hai tâm nhãn thức, hai tâm nhĩ thức có không? Hai tiếp thâu, hai tiếp thâu có không? Đương nhiên phải có ha, hai tiếp thâu là có luôn, hãy nhãn nhĩ thì phải có tiếp thâu rồi. Hai quan sát có hay là ba quan sát có đây, hai quan sát hay là ba quan sát, giờ hỏi chung cái này dễ ha, hai quan sát hay là ba quan sát, có ba luôn ha, có ba rồi, đầy đủ là có ba quan sát luôn. Thiền Vũ trật rồi, Thiền Vũ có hai là trật rồi, không quan sát có ba lận thọ hỷ nữa. Được chưa? Rồi trên cõi sắc giới hữu tưởng có kháng ngũ môn không? Alo, trên cõi sắc giới hữu tưởng có kháng ngũ môn, Thiền Vũ trả lời coi có không, có luôn hả? Bởi sao, tại sao có? Tại sao có kháng ngũ môn, tại sao? Trang trả lời, Trang trả lời hay thiệt, mở cửa mở cửa chính xác luôn. Mở cửa cho mắt cho tai mắt cho nhãn nhĩ à, như vậy thì có kháng ngũ môn à, chính xác à. Chính xác rồi, kháng ngũ môn, kháng y môn có không? Kháng y môn có luôn rồi, như vậy là mình có hai tâm hướng môn ha, hai tâm hướng môn rồi. Tám đại thiện có không? Tám đại thiện tám đại thiện có luôn ha, rồi xả thú chính xác, tám đại thiện có. Rồi bây giờ tới tám đại quả thiện, bây giờ cho Nguyễn trả lời coi tám tâm đại quả thiện có không, tám tâm đại quả thiện có không, tám đại thiện, bây giờ tôi hỏi tới tám tâm đại quả thiện này có không,
Vô metta là có. Vô không thôi, vô không thôi. Chưa. À là không. Tiệm nhung là không. Tại sao có và tại sao không? Bốn tâm lợi quả về cho tại sao không? Tại sao không có bốn tâm lợi quả thiện ở cõi sắc giới hữu tưởng? Tại khỏi sắc hài quá có giúp giới làm ra cảnh rồi đúng rồi xa thứ xa thứ tám tâm đại quả à, ở có dục giới ha làm việc phục sinh ra cảnh là có dục giới ha chứ nó không có trên cõi sắc giới chứ không có rồi như vậy mình vô sổ là tám tâm đại thiện à, tám tâm đại thiện khi vô tám tâm đại thiện dục giới có mặt. Rồi trên cõi sắc giới hữu tưởng nếu mà có đắc thiền thêm á, đắc lên bậc cao cao hơn thì tính thêm đắc cái nào tính thêm đó không thì mình ghi thêm nếu đắc thiền thì tính thêm thì vô rồi như vậy là tâm thì mình có được là một quả sắc giới 10 tâm bất thiện trừ hai tâm sân ra ha hai tâm nhãn thức hai tâm nhĩ thức hai tâm tiếp thâu ba tâm quan sát hai tâm hướng môn tám tâm đại thiện. Như vậy mình có là 30 tâm của người có mặt 30 tâm trên người cõi sắc giới hữu tưởng 30 tâm nhất là tâm quả sắc giới một trong năm tâm quả sắc giới là một quả sắc giới giờ tục sinh làm phạm thiên sơ thiên thì có quả sơ thiên mình có cái tâm quả đầu tiên tâm quả sơ thiên sắc giới đó, thì tục sinh tâm nào thì có tâm đó rồi 10 là tâm bất thiện trừ hai tâm sân ra trên cõi sắc giới hữu tưởng không có sân ha rồi trên cõi hữu tưởng chỉ có nhãn với nhĩ thôi thành ra có hai tâm nhãn thức quả thiện bất thiện ha hai tâm nhĩ thức cũng vậy hai tiếp thâu ba quan sát đầy đủ ha rồi, hai tâm hướng môn tức là kháng ngũ môn đúng rồi đó rồi tám đại thiện dục giới rồi nếu đắc thiền tính thêm tổng cộng là mình có là 30 tâm tổng cộng là có 30 tâm làm gì á mười tâm bất thiện có đầy đủ cô Nhật Quỳnh ơi mười tâm bất thiện trừ hai sân thôi ra si hoài nghi si uống vật có đầy đủ không thiếu gì đó trừ hai tâm sân thôi à, đọc đọc cái list của Châu Nguyễn ghi nè à, một tâm quả sắc giới làm việc tục sinh ha mười tâm bất thiện có đầy đủ ha lên đó cũng vẫn còn bị tham sân si chi phối nhưng mà trừ cái sân ra bởi vì những vị này ta không có sân à, ta tu tập bằng tâm từ tâm này kia thì ta bỏ đắc thiền thì bỏ hai sân ra à, nhưng mà khi mà tái sanh trở lại dục giới thì vẫn bị như thường là như vậy rồi nhãn thức nhĩ thức có được tiếp thu quan sát có đầy đủ các ngũ môn các nghĩ môn tám thì dục giới có đầy đủ à, đầy đủ không thiếu gì hết à, còn nếu mà đắc thêm thì cao hơn ví dụ như mình đắc sơ thiền mình lên đó mình làm phạm thiên sắc giới sơ thiền à, thì có tâm đó nhưng mà đắc lên nhị thiền cái sanh qua cõi nhị thiền thì khác nữa đổi từ từ tính thêm lên đó đại đó là đâu có đâu khi nào nhập thiền mới có người ta đời sống bình nhật thôi trong đời sống bình nhật bình thường thôi rồi ha nắm được chưa cho biết đi cho cái bông lên coi dễ ủi ha phải có gì đâu đó rồi dễ ủi thông qua luôn xong hết dễ ạt tâm sở thì tâm sở mình có nhiều tâm sở có nhiều
có không? 13 bất thiện có không? Mười ba tâm sở bất thiện, mười ba tâm sở bất thiện có không? Mười sân hận, vậy mày đừng trang trong quyển trả lời chúng như thấy gì tên trả lời chúng 13 ông trả lời từ sân phật là còn nhiều, còn là còn nhiều. Mười cái người, mười người, mười một là lạ thôi, mười hay mười một, mười hay mười một đây. Hello, thành phần có bốn là đúng rồi, chính xác ha. Như vậy là có 10 bất thiện thôi ha, 10 bất thiện thôi, 10 tâm sở bất thiện, đúng rồi. Rồi 14 tà tha có không? Hello, 14 tâm sở tà tha có đầy đủ không? 14 tâm sở tà tha có mấy đây? Rồi. Rồi, 14 tâm sở tự tha thì có 10 từ sanh mệnh. 14 tâm sở tự tha có không cô Kim Nhung? 14 tâm sở tự tha có đầy đủ không? Đầy đủ ghi chữ đủ là mình chữ ok lên nghe. 13, 13 tự tha, rồi 13 tự tha có 10 bất thiện có không? Rồi bây giờ tịnh hảo có nhiêu đây? Tịnh hảo có 20 tâm sở tịnh hảo đúng không? 20 tâm sở tịnh hảo đúng không? Lâu 25 có đủ 25 rồi ok. Thì như vậy mình tổng số có nhiêu? 25, 35, 48 tâm sở. Tâm sở thì có 48. Người cõi sắc giới hữu tưởng, tâm thì có 30, tâm sở thì có 48. Chính xác ha. Rồi vô sổ, vô sổ, vô sổ cho đầy đủ đi. Rồi, người số 2 xong ha, còn người nữa, học người nữa là mình gần rồi ha. Số 3 là người cõi vô sắc. Người cõi vô sắc. Người cõi vô sắc. Rồi, rồi cõi vô. Rồi bây giờ cô Nhật Quỳnh cho biết tâm nền của người cõi vô sắc là tâm gì? Tâm nền của người cõi vô sắc là tâm gì? Cô Nhật Quỳnh đâu rồi? Cái này dễ quá. Tâm nền của người có vô sắc. Nên là tâm tục sinh đó cô Nhật Quỳnh ơi, là tâm gì? Mục tiêu rồi, điểm ru rồi. Suy nghĩ lâu quá rồi mà. Rồi cô Beta trả lời dùm cái tâm nền của người cõi vô sắc là tâm gì? Cô Beta đâu? À, tâm gì cô mấy ta? Tâm gì? Tâm gì? Dễ quá à.
Thiện vũ kim dung là bị phạt rồi, cái này là bị phạt rồi. Nó có kêu có tên người là bị phạt rồi. Phạt thời gian tối nay, thời gian một trong bốn tông quả vô sắc rồi, một trong bốn tông quả vô sắc vậy coi như là một, lấy một ha. Một tông quả vô sắc là một ha. Rồi à, tới 12 tâm bất thiện là gì đây? 12 tâm bất thiện có đủ không? 12 tâm bất thiện, cô Hà cho biết coi, 12 tâm bất thiện. Thiện chủ ghi 10 bị phạt tiếp rồi, thiện chủ chưa kêu tên ghi lên bị phạt rồi. Có 10 là ta biết hết rồi, bể mánh ghi bể mánh nữa. Rồi trừ hai tâm sân á, 10 tâm bất thiện trừ hai sân mà ghi vô sổ, ai bị phạt là tối nay là phải ngồi phải phạt tiền nha. Đây là người vô sắc nha, người vô sắc chứ không phải người sắc giới nữa nha. Rồi kháng ngũ môn có không? Rồi cô Hà trả lời luôn coi, kháng ngũ môn có không? Kháng ngũ môn, cô Hà trả lời coi. Không, tại sao không? Kháng ngũ môn, tại sao không có kháng ngũ môn? Trả lời đọc thì không nhận trả lời nhiều câu ngoài sách vở luôn, trả lời quá đọc à, vậy đâu có khác, trả lời tôi chiêu vô sổ luôn, vô sổ là hết thân luôn, không còn thân xác, hết thân luôn, còn thân là không nói chuyện rồi. Như vậy là kháng ngũ môn không có, kháng ý môn có không? Cái môn thì đương nhiên có rồi không à, cái môn có rồi. Tám đại thiện có không? Cô Nguyên Trang đâu rồi? Tám đại thiện có không? Tám đại thiện có không? Có luôn đúng không cái gì? Tám đại thiện có không? Đúng không cái gì? Đúng ha, rồi ok, vô sổ tám đại thiện có ha, tám đại quả thiện có không, tám tâm đại quả thiện có không, cô Meta trả lời, tám tâm đại quả thiện rồi. Nguyên Như bị phạt quỳ nhang tiếp chưa kiếp mà trả lời rồi. Tám tâm đại quả thiện cô với ta thấy sao, đúng không, có hay không? Không có tám tâm đại quả thiện, không có nha cô, không có, có dục giới thôi. Rồi bây giờ nếu đắc thiền thì tính thêm không? Không có rồi, không có tám tâm đại quả thiện, giống như tại đây là người cõi vô sắc nè, người cõi vô sắc thì không có tám tâm đại quả thiện. Rồi nhớ nha, không có tám tâm đại quả thiện thì bởi vì tâm đại quả thiện chỉ có cõi dục giới thôi, cõi sắc giới thôi chứ không có. Ok. Rồi nếu đắc thiền thì tính thêm vô. Rồi như vậy tâm cho biết là có được 20 tâm. Một tâm quả vô sắc, 10 tâm bất thiện trừ hai tâm sân, cái nghi môn cộng tám đại thiện là 20, nếu các thiện nào tính thêm thì đó. Chưa? Rồi tâm sở
13 vợ tha có không? Tâm sở 13 vợ tha có không? Rồi, có 13 tờ tha ha. 14 bất thiện có không? 14 tâm sở bất thiện có không? Từ sân phận, từ sân phận, từ bốn sân, từ sân phận, xa thấu, xa thấu ha. Vậy là còn 10 nha, 10 tâm sở thiệt. Rồi 25 tâm sở tịnh hảo có không? 到晒，到。Rồi. Rồi mình ghi là 48 tâm sở có tất cả, tâm sở có 48. Có hỏi à. Ghi tâm sở xong hết đi, ghi tâm sở để cô thư ký có ghi xong cái tâm sở, tâm sở có 48. 13, 10, 25, ghi được chưa? Ủa đâu mất tiêu rồi. Rồi tâm nền là sao? Tâm nền ghi trật hả? Nãy ghi đâu rồi? Ghi lại để cô MC có ghi xong hết. Rồi, à, cái này đủ ha? Rồi quý vị ghi được ha? Rồi Nguyên Trang hỏi họ đi. À, dạ, con có thắc mắc đó thầy là khi mà cái tâm vô sắc giới ở đây đó là nó chỉ là tâm xả thôi, thì cái tâm sở tự tha phải là 12 tâm đúng không thầy? Tại vì mình bỏ hỷ, tại ở trong đây nó chỉ là tâm xả. Dạ con chỉ có thắc mắc về cái phần đó đó thầy. Dạ con xin xuống mic. Chặt lắc, chặt lắc. Còn phải đọc lại phần tâm coi. Có 20 tâm lận ha. Người gọi sắc giới, gọi sắc giới, gọi vô sắc thì vô sắc chứ. Có 20 tâm, 10 tâm bất thiện trong đó, nó có tâm tham, thọ, hỷ. Đầy đủ 8 tâm đại thiện có hỷ luôn. Đúng chưa? Quên, quên chết luôn, quên, quên chết người. Rồi ha, xong chưa? Ghi lại chưa, ghi lại đầy đủ đi, ghi lại tâm tâm sở hai cái đầy đủ để nhìn thấy chung mới được. Ghi ghi lại xuống là bỏ ghi lại đi ra hết là thấy sẽ trúng hay đặc liền gì đâu. Tâm có 20 ghi ra hết thì tâm sở 48. Tâm của người gọi vô sắc bỏ cái chữ nền ra, chữ nền nãy là gì, hỏi cái tâm nền thôi, trật trật là trật chỗ này đúng rồi, bỏ cái chữ nền ra, tâm của người gọi vô sắc là tâm thôi, cái nền là có một thôi, nãy đang nói người gọi vô sắc thì mình ghi với tâm hai chấm là chắc ăn, bỏ cái nguyên cái chữ người gọi vô sắc luôn, là người gọi vô sắc luôn. Đúng rồi đó, như vậy là đúng rồi, chính xác rồi đó. Rồi à, hết, hết hết có người thắc mắc ha, như vậy là hết ai thắc mắc rồi. Không, không còn bị thắc mắc nữa. Phải thôi là chết thắc mắc dữ lắm. Được chưa? Rồi xuống dòng ha, mình ghi chút xíu này nữa coi như xong bắn qua thị ha, thêm này ghi chú phụ chú thêm ha. À, qua thị người không vô biên xứ hai chấm, người không vô biên xứ hai chấm,
có thể chứng bốn thiền vô sắc, có thể chứng bốn thiền vô sắc. Hai mươi cộng bốn bằng 24. Em nói chung chung ha, là 20 cộng 4 bằng 24. Rồi, người thức vô biên xứ có thể chứng ba thiền vô sắc. 20 cộng 3, 23. Người thức vô biên xứ có thể chứng ba thiền vô sắc. 20 cộng 3, 23. Rồi, người vô sở hữu xứ, người vô sở hữu xứ có thể chứng hai thiền vô sắc. 20 cộng 2 là 22. Rồi, người phi tưởng phi phi tưởng xứ chứng một thiền vô sắc. 20 cộng 1, 21. Người phi tưởng phi tưởng xứ chứng một thiền vô sắc. 20 cộng 1, 21. Rồi, bây giờ đánh hai cái bông luôn, hai bông bự luôn. Cõi cao không không chứng trở lại thiền thấp. Cõi cao không chứng trở lại thiền thấp hơn. À, biết là khi mà lên cõi cao hơn thì không thể chứng lại cái thiền thấp hơn được, qua cõi khác ra, qua cái tầng cao hơn rồi. Rồi, đúng rồi, xả đấu xả. Rồi, tâm sở thì cũng vậy ha, tâm sở mình cũng có 48 tâm sở. 13, 10, 25. 3, 10, 25. Rồi, chấm thạch vậy ha. Rồi, xuống dòng ghi chú 2 chấm. Ghi chú thêm ha, để nhắc nhở thêm. Ghi chú 2 chấm. Người đắc thiền sắc. Thiền này dính là gì đâu? Sao 19 cộng cho phải người 19 1 1 2 2 chục nhưng sao 19 đấy 2 chục thiếu cái kháng y môn vô có kháng y môn vô này. Một bãi vô sắc nè 10 tất bất thiện này là 11 nè một kháng y môn là 12 nè 8 đại thiện là 2 chục thì sao 19 đấy. Ghi chú 2 chấm. Người đắc thiền sắc phải vô sắc. Nhưng bị hoại thiền không lấy được. Bị ai? Nhưng bị hoại thiền không lấy lại được. Mà tử thì không sanh được về cõi sắc vô sắc.
Tươi đắc thiện sắc vô sắc, nhưng bị hoại thiền không lấy lại được, mà tử thì không sanh được về cõi sắc vô sắc. Đâu có đắc được, đâu có tu đâu có đắc lại được, mà chỉ có thể nhập thôi, chứ không phải đắc. Mình phải hiểu nhập khác là đắc khác nha. Ví dụ như mình đắc thiền là mình mới bắt đầu thôi, cái tâm mình đắc đắc được cái gì, đắc thiền sắc giới đi, chỉ đắc rồi xong rồi xong. Nhưng mà khi mình đắc thiền rồi đó, mình tu lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền hay là vân vân, mình đắc là coi như đắc thiền. Nhưng mà giờ mình muốn nhập lại đó là mình giống như mình học rồi lớp 11, 12 rồi, giờ mình muốn học lại là mình học lại, chứ không phải đắc được. Đắc là chỉ là mới điều đắc, đúng chưa? Chữ đắc khác mà chữ nhập thiền khác à. Đó, chứng là đắc á, cõi cao không có chứng lại cái thiền thấp hơn nữa. Tức là giờ ví dụ như cô Kim Dung chứng chứng đắc được cái không duyên xứ, xong cái là lên cái chứng được cái chứng đắc được cái thức vô biên xứ, thì đâu có đắc lại, đâu có chứng đắc lại cái không vô biên xứ được. Và nếu có nhập lại kia là nhập thiền, tức là nhập lại cái mình đã đắc rồi, đã đắc khác mà mới đắc nó khác. Nếu như mình học lớp 12 rồi, giờ mình học lại là mình vô mình học lại thôi, chứ mình đâu phải là mình bắt đầu đâu. Bắt đầu khác, đắc khác mà nhập khác. Ví dụ như một như những vị ta đắc thiền xong xuôi, cái giờ cái nhập vô là sơ nhị tam tứ ngũ thiền, cái ta đi ngược lại tứ tam nhị ngũ, đi ngược tới đi lui lui đó, giống như Đức Phật kia mà ngày trước khi ngày nhập diệt, ngày nhập từ sơ thiền lên tới ngũ thiền, lên tới không duyên xứ vân vân, họ đi ngày đi dọc lên đi xuống xuống à, thì như vậy là nhập thiền, chứ không không có dùng cái chữ ngũ nhập đắc thiền nữa. Đắc cái chứng là mới, là mới đi vô lớp. Giờ nắm cái chỗ này, đắc khác mà nhập khác nha. Cấp bằng cấp một bằng thôi, học đã vô học lại nữa, lấy thêm cái nữa, lấy thêm bằng nữa. Giống như giờ mình học Vipass rồi nè, học xong mấy lớp này ha, rồi tuần sau mình học lại, kêu là học lại chứ đâu kêu là bắt đầu đâu, học lại khác là bắt đầu khác, đúng chưa? Rồi cái từ nó cũng quan trọng ha, mình phải để Vipass để ba cái thời nó quan trọng, thời quá khứ, thời hiện tại, thời tương lai, ba cái thời rất quan trọng. Bởi vì đang khác, mà đã khác, mà sẽ khác, ba đó tính theo từng sát na luôn đó quý vị, chứ không phải tính thường mà. Hết là sao? Mới đắc xong ra, mới đắc thiền xong ra nhập thiền. Đắc mà ví dụ như giờ mà cô Hà đắc được sơ thiền, trong cái đời sống mình nhật mà mình làm mình loạn lạng quạng, mình bị đứt giới, đứt cái sơ thiện luôn, thì coi như bị đứt sơ thiện rồi, xong rồi muốn phải tu lại. Lúc này tu lại từ đầu thì giống như là mình học lên lớp 12, học học rồi vô lớp 12 học rồi, xong rồi mình bị hư, mình hư cái lớp đó, mình phải học lại, thi lại. Thì thiện như vậy mình đắc thiện, nhưng mà mình phạm giới, mình đứt thiện, bị hoại thiện, mình phải tu lại thôi, bắt buộc. Nhưng mà tu lợi lẹ lắm, tu lợi rất là nhanh, nhập giới xong xuôi dễ hơn nhiều lắm, mình có thói quen rồi đó, dễ hơn nhiều. Nhiều khi người ta chỉ cần tích tắc người ta có thể làm lại được liền, đã có cái trớn rồi đó. Nhưng mình biết cái phương pháp, cái đường đi của nó rồi thì nhập như thế. Giống như có một cái vị như nào ngày xưa cũng đắc thiền đó, mà bị đem sư tử lúc mà ra làm ra quần tục ra, rồi bị phạm tội, bị bắt đem sư tử đó. Đem trên sư tử thì ngày một liên, ngày lâu quá qua một liên hay ngày nào thì mới tới nhắc ngày nhập thiền trở lại. Thì ngày đó mới nhập thiền trở lại, thì khi mà đem ra chém chém không được, chém dao chém vô người đang nhập thiền mà đâu có chém đứt được,
chém vô dân ra, chém vô dân ra liền. À, thì cái luật mà xưa mà xử tử mà không chết là phải thả, cho nên vị đó là thoát chết chỗ đó mà xuất gia trở lại. Có những vị đắc thiền ta có cái đó, khi ta bị hư thiền xong cái đứt hoài trời, đứt làm nữa thì giống như đứt giới vậy đó, đứt giới xong sinh giới lại, đứt giới xong sinh giới lại, có gì đâu, đứt sinh thì vậy thôi. Đó, thì trong cái vấn đề này nhiều nhiều cái vấn đề mà nếu mà mình không hiểu pháp rõ, có nhiều người hiểu lầm. Có chúng tôi cũng có nghe một clip này mà mình thấy cũng không biết nói sao, mà tại tao không nắm được quy pháp là ta hiểu sai, là nói về còn vị thầy Bắc Tông mà Thích Quảng Đức tự thiêu đó quý vị, tự thiêu chết. Thì nhiều người tranh luận những cái vụ giữa đó lắm, nhưng mà có một vị bên ông đã nói là vị Thích Quảng Đức chết mà cái tim còn còn tồn tại đó là do vị đó nhập vô diệt thọ tướng định, nhập diệt thọ tướng định là giữ được cái tim. Nhưng mà nói vậy là tại vì họ không có nắm được vì pháp, là hiểu sai pháp, làm sao có chuyện nhập diệt thọ tướng định được. Nhập diệt thọ tướng định thứ nhất là mình phải là bậc thánh tam quả trở lên, là bậc thánh tam quả tứ quả là một. Thứ hai là vị đó phải đắc thiền phi tưởng luôn, tức là đắc về thiền tột ngũ thiền cái gì lên tới phi tưởng luôn, đắc phi tưởng và phải là bậc tam quả đó lên, rồi sau đó mới nhập vô phi tưởng xong xuôi mới vô diệt thọ tưởng định được. Còn ông Thích Quảng Đức tự thiêu bị trái, người mà nhập vô diệt thọ tưởng định thì không có bất cứ một cái gì có thể xâm nhập được cơ thể hết, không có bất cứ một cái súng đạn dao kéo hay là lửa gì có thể đốt được cái thân ông đó. Không thể nào đốt được cái thân đó, bởi vì thân ông là thuộc về một bậc nhập diệt thọ tướng định mà với cái năng lực của thiền định kinh khủng lắm, không thể nào đốt được. Cho nên những người mà nhập diệt thọ tướng định đó là bất khả xâm phạm. Mỗi cực thiền là đã vậy rồi, những người vị đặng đắc thiền sơ nhị tam tứ ngũ thiền mà lúc mà đang nhập thiền mình đâu có làm gì được. Đập mà chém mà văng ra hết à, không có đụng tới xác thân thôi được. Có những vị ta nói là tự tử không phạm giới sát sanh, trong số di giải ta nói là không có phạm giới sát sanh mà bị phạm tội thôi. Cái giới thì không bị mà tội thì có, khác một xíu đó. Thì vấn đề mình thấy là nó có những cái mà nếu mình không học pháp chính xác thì mình rất là dễ bị hiểu lầm trong những cái vấn đề đó. Mà cũng rất tiếc là những vị mà nói như này đó là những vị cũng thuộc loại cấp cao bên hệ phái đó, cũng không dám không ý kiến, nhưng mà đây mình nói cho vui thôi, nhưng mà đụng chạm thì đó là phiền quá. Rồi, tức là người mà đắc thiền thì nếu mà không bị hoại thiền thì có mà không, trước khi chết mà không có lấy lại được đó, tức là không có tu thiền lại được. Thì họ không thể sanh được về cõi sắc giới và sắc giới, nên như vậy đó. Thì còn kia mà mình học mà mình nắm không chắc, đừng nói ẩu ha. Những vị đó người ta phát ngôn nói thầy ẩu, mà khi mình không biết chắc mình còn hoài nghi, mà mình không biết chắc phải đúng vậy không thì đừng có nói ra là dính liền, nói ra trật pháp liền. Rồi như vậy là chúng ta hôm nay mình học được gì đây? Đúng rồi, muốn nhập diệt thọ tướng định thứ nhất là phải là bậc thánh tam quả trở lên, tam quả và tứ quả là a la hàm với a la hán, và bậc tam quả tứ quả này phải là vị đã từng đắc thiền tu từ thiền sắc giới cho tới thiền phi tưởng xứ, đắc luôn phi tưởng xứ luôn. Rồi khi đó người đó muốn nhập vô diệt thọ tướng định, người đó phải nhập vô phi tưởng xứ trước rồi mới nhập vô diệt thọ tướng định, tức là cắt đứt dòng tâm thức luôn. Thì những vị này là cao siêu thứ dữ đó, và tu thiền tới bậc tột cùng đó. Chứ đâu có đơn giản, nhưng mà nếu mà ta nhập vô đó mà mình đốt cháy họ thì coi chết ngắt rồi còn nữa, đâu có được. Những gì đó năng lực thiền ta giống như là có một cái màn mà kim cương bất hoại nhìn bao giữ thân rồi đó. Còn ngày mà 14 ngày không phải là tùy theo cái nguyện thôi, nguyện có tùy theo cái lúc mà ta nhập vô diệt thọ tướng định, là có cái nguyện nhiều cái chú nguyện trong đó. Ví dụ như nguyện khi nào có Đức Phật cần đó thì động xả thiền,
hoặc là chư tăng cần thì họ tự động xả thiền. Còn nguyện 7 ngày hay là 7 ngày tự động xả thiền, 10 ngày tùy theo mình, thì đâu có nhập, đâu có đắc được thiền đâu, làm gì có thiền mà. Tại vì nếu mà đốt cháy thân thì không thể mà gọi là một vị nhập vị thọ tướng định được. Thứ nhất vậy, mà thứ hai là làm sao là một bậc tam quả hay là bậc tứ quả được, đơn giản. Trái tim thì chuyện đó chỉ bên trong biết thôi chứ bên ngoài sao biết được. Có người bên trong trong cuộc người ta biết thôi. Mình cũng không có ý kiến chuyện này. Cũng có thể là do ví dụ như do nguyện lực chẳng hạn, có thể do nguyện lực của người đó là nguyện là mong muốn gì đó, do nguyện lực đó, nó làm, hoặc là có một cái vấn đề gì đó khúc mắc bên trong thì có nội bộ biết thôi, mình nói biết. Rồi là hôm nay mình đã học xong cái bài hôm nay ha. Rồi nguyện cầu do phước báo mà chúng ta làm hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được an vui hạnh phúc, không bị sanh về bốn đường ác đạo, không bị sanh làm người vô nhân, sanh làm người tam nhân và sớm thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn trong cái nhà cả thấy. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Tam Bảo. Rồi xin mời cô Nhật Quỳnh. Nhớ Nhật Quỳnh sáng hối dắn tắt tại đồng hồ của Nhật Quỳnh đã trễ 13 phút rồi quý vị. Mà bữa nay thầy giảng hay quá, hấp dẫn quá nên có nhiều câu hỏi. Nhà cảm ơn Thiện Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Uất tâm ăn ghê na quản đề hăng ba đà phẳng sâm và ruột tâm ăn bút thể vô ca lì tổ đô sâu vua thô khám mặt tụ tăng mà măng Uất tâm ăn ghê na quản đề hăng thẩm manh cho đức quý thăng và răng thẩm mê vô ca lì tổ đô sâu thẩm mô tham mà tu tăng mà mang uất tâm ăn ghê na quan đề hăng sanh khăn chặt được vị thọt tâm ăn sanh khê vô khà li tổ đô sơ sanh khô tham mà tu tăng mà mang Dạ ni thập phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua gia ni và anh ta lịch khệ ta tha ga tăng đê và ma nu sư bố chi tăng bồ thăng nam ma sa na sư qua thi hô tu gia ni thập phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua gia anh ta lịch khệ ta tha ga tăng đê và ma nu sư bố chi tăng thẩm mang nam ma sa na su qua thi hộ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụng ma ni qua gia ni và an ta lịch khê đà thạ gà tăng đê và ma nu su bu chi tăng sang khăn nam ma sa na su qua thi hộ tu. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con học về diệu pháp ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chư thiên chung quanh chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà Huynh Kinh và tất cả thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể chinh nang, bồ đề tâm kiên cốt đạo quả sớm viên thành. Và cầu mong chư thiên hộ trì cho cô tu nữ phúc hạnh sớm được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Cuối cùng, chúng con xin
chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau cả thảy. Ý đăng nguyên nhân nibbanasambat cha yo ho tu. Ý đăng nguyên nhân nibbanasambat cha yo ho tu. Ý đăng nguyên nhân nibbanasambat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cho chúng con được học di diệu pháp. Chúng con thành kính dâng quả phước này đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng tính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc quinh kinh thuyết giảng. Con xin mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Hãy từ bi hỷ xả cho con một lần nữa. Con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhật bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính chúc quý ngài, nhật bình kính chúc vinh kinh và quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Và con xin phép được khép cửa rơm trong vài giây tới. Con xin phép không được không để kinh. Và con thấy đồng hồ trễ quá rồi, con sợ. Ngài cho con ăn cháo lương. Và kính chào tâm điều tràng. Và cũng sám hối với đạo tràng hôm nay nhục mình bị đứt đường nét. Nên quý vị trong đạo tràng đã hỗ trợ cho rơm rất là nhiều. Và kính cảm ơn tất cả. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính chào tạm biệt ạ.